Sư cho con hỏi, hiện tại ở chùa buổi sáng được sư truyền tam quy và bát giới. Vậy khi hết khóa tu về nhà buổi sáng xin giới để tiếp tục thì nên xin giới ai? Quý vị đi vào chùa ở đây xin giới các sư ở đây không vấn đề gì hết. Hoặc là cái chùa nào gần chỗ quý vị á, quý vị vào và xin giới đều được cả. Và nếu như mà quý vị muốn thọ Bát Quan Trai Giới một cách lâu dài thì có thể đến và xin, ví dụ như thưa sư, con xin thọ Bát Quan Trai Giới 1 tuần hay là 1 tháng hay là 3 tháng, ví dụ như vậy thì đều được.